từ hồi vợ đây có bầu tới nơi tới giờ là thấy nó làm biến gì lắm rồi. Coi mày dạy vậy đi. Rồi biết rồi. Anh. Hả? Bữa nay tới kỳ tái khám á, xin anh chở ngoại em khám mà. Tới kỳ nữa hả? Cái gì mà khám gì khám hoài trời. Mới khám là tuần trước giờ khám nữa rồi. Thì bác sĩ dặn sao thì nghe vậy thôi gì sao. Sao mà bài vẽ dữ vậy trời. Người ta nói bác sĩ nó có bầu á, mình phải chích ngừa rồi chích ngừa cho con rồi uống dán gì đó. Hồi xưa rồi. Nó có bầu á, tới chừng có bầu rồi tới chừng mẹ đi đẻ luôn. Khỏi cần khám, khỏi cần tốn viên thuốc, khỏi cần hả chích mũi thuốc nào chưa. Giờ mày đặt cái bài vẽ. Rồi má nói gì sao được má. Má nói gì sao được, thì ngày xưa khác, bây giờ khác chứ. Bây giờ bệnh hoạn tùm lum hết trơn, thấy người ngăn ngừa cho con mình, người đó là cháu của má chứ cháu ai trời. Cũng 9 tháng 10 ngày đẻ ra thôi. Thì giờ một kỳ có bầu 9 tháng ra đi khám 3-4 lần được rồi, chi mà tháng nào không khám chứ. Mới có 1 tuần rồi, hay là tuần sau tuần tới gì hả đi khám luôn. Đi dặn cái 3 cái siêu âm hoài cũng đâu có tốt đâu mà người cứ lủi vô mà làm hoài toàn là vẽ ra tiền không. Chứ bây giờ đi khám một lần khám nữa có biết bao nhiêu tiền mà đi khám hoài, tuần nào cũng đi khám hết trơn. Thì bác sĩ dặn sao thì em nghe vậy thôi chứ nghe lời bác sĩ người ta nói. Bây giờ má nói nè, muốn con mình khỏe mạnh thì mình phải vận động. Mình dậy sớm mình làm việc nhẹ nhàng nhờ vận động thì đi chợ rồi nè đó thì đi ra đường. Thì con vừa khỏe mạnh mà mẹ cũng tốt nữa, nó nốt xanh thường khỏi xanh mổ. Bây giờ mày đặt ra vẽ xanh mổ được mà. Thấy mà ghét. Thôi để tuần sau vậy đi, hả đi khám luôn. Mấy đứa không sao, giờ đẻ con đứa đi mà. Rồi bác sĩ đi. Bác sĩ nói là anh thôi anh đưa tiền mua thuốc canxi với sắt nữa. Rồi đi ra tiệm đi qua ngoài thuốc tây đó mua đại đi. Có bao nhiêu tiền đâu. Đâu có được. Phải uống theo liều theo lượng là bác sĩ kê ra chứ. Trời, thuốc trong bệnh viện với thuốc ngoài thuốc tây cũng y chang nhau chứ có khác nhau cái gì đâu. Ra ngoài mua mẹ nó là được rồi. Cần chia phải cầu kỳ đến tới bệnh viện chẳng mua mấy cái liều đó. Mua này nó còn rẻ hơn đó. Mấy trăm ngàn đi vô bệnh viện. Đi bệnh viện mấy trăm ngàn là không có bảo hiểm nữa. Biết bao nhiêu tiền không? Một lần mua thuốc. Mà sao anh biết vậy sao vậy? Anh mua bảo hiểm cho con ngay bây giờ. Bà bác bảo hiểm gì biết khi nào mới bệnh là mua bảo hiểm. Thì giờ mà anh mua bảo hiểm đó để đó chừng nữa cho này cho em sanh cho nó dễ. Đỡ xíu rồi con cái ra cũng dễ hơn. Bây giờ mới có mấy tháng rồi đợi nữa bự xíu rồi mua luôn chứ mua đâu bây giờ này. Từ từ là chừng nào. Anh cứ nào của anh cũng từ từ hết trơn á. Để nào gần đẻ đi hả mua. Mua sớm quá làm cái gì. Bây giờ cũng 3-4 tháng trời thì còn ít ỏi gì nữa. Thì bây giờ 3-4 tháng đợi bự đi bây giờ. Bây giờ mua sớm nè cái nên đợi nữa thì nó hết thời hạn sớm rồi sao. Má phải bắt mua nữa. Bữa tao nói rồi khoa hả đẻ. Đợi 1-2 năm nữa đi ổn định công việc đi rồi đẻ. Cũng ham đẻ sớm á. Bây giờ đẻ ra dạ. Bây giờ con uống thuốc đơn gì rồi tốt cho ai? Tốt cho em bé, sẽ tốt cho con của mà có chồng con, cháu có má chứ. Con đâu phải là con muốn uống gì cho con tốt cho con đâu. Thôi giờ má với anh giờ nó không muốn đi khám mà không muốn cho con uống thì thôi, con hết nói. Đi chợ đi. Đi chợ mua đồ đi nha. Mới có mấy tháng đầu làm như là bự lắm như uống thuốc được. Đất ơi, coi suốt ngày có bầu mà cái mặt lầm lì lì. Người ta có bầu thì phải cười vui, gọn gã, nói chuyện đồ nhiều lên. Bầu lầm lì lì, đẻ con ra cái gì. Con mệt má ơi. Mệt gì, hồi xưa ta cũng có bầu rồi, ta cũng gắng cười. Nói chuyện đồ gom gã đồ lên, có bầu mà vậy đó. Thì tùy cơ địa, mỗi người mỗi khác chứ sao mà má phân bị với má ngày xưa được. Rồi đây rồi đẻ con ra, rồi cái mặt buồn miêu, cái bắt đầu cái la làng. Con đi chợ đó. Hả? Má coi em con đi chợ. Đi bằng gì ạ? Trời ơi, không trả lời luôn. Mệt mỏi. Công nhận nghe sức em mới ngày mà mặt bà xấu như bình thường vậy. Trời ơi, có duyên dữ hả trời. Dạng á. Ê, liễu. Nghe nè. Vô xã hội cái ai? Dạ. Đi đâu vậy? Dạ, con đi chợ. Đất ơi, đụng ơi. Đi chợ cái gì? Rồi xe đúng đi. À, chồng cũng đi công chuyện rồi. Thánh thần ơi, bà ơi bà. Bà biết từ đây ra chợ bao nhiêu cây không? Gần cây số với tỏi gì trời. Đi mình sẵn vận động, sẵn dễ đẻ luôn. Thánh thần ơi, sao không đợi thằng chồng đi công chuyện về rồi nó chở cho đi. Ôi, đợi anh đi công chuyện về chắc tới chiều luôn. Mà có đời nào mà anh quan tâm tới con đâu. Gì? Sao mà bầu bì. Đáng lẽ ra mày có bầu nó phải quan tâm mày nhiều hơn chứ sao không quan tâm trời. Ôi, nói tới ảnh nào cái gì. Hồi nãy kêu anh chở đi khám, cái anh nói đi khám chi hoài vậy. Trời Phật ơi,
tuần hai tuần nữa rồi hết đi khám. Mà bác sĩ dặn là phải đi khám gì rồi theo dõi con từng ngày. Đúng rồi. Bây giờ này kia rồi ta biết này kia rồi chích thuốc này kia rồi ngăn ngừa uống dán. Ừ. Với ngăn ngừa bệnh này bệnh kia. Với lại mua thuốc sắt với canxi về uống rồi bà vậy đó. Rồi có mua chưa? Mua què hả? Nói cái bà mẹ chồng nói ngày xưa á, bà đẻ có 5-6 đứa bình thường, bây giờ má có 1 đứa mà bà đã uống này uống nọ, hay là mày muốn làm biến rồi kìa, bài vẽ ra tốn tiền. Má ơi, hồi xưa nghèo khác, hồi xưa nghèo không có tiền mua, bây giờ đẻ một đứa con hả nghèo 3 năm, bây giờ mình phải lo lắng chăm sóc từ trong bụng ra, chứ sao bà mở miệng ra nói vậy được. Ủa bà nội sao hay vậy quá vậy trời, còn khi bằng chồng mày nữa. Trời ơi trời, chồng mày phải biết chuyện chứ trời, nghĩ sao vậy? 2-3 tuần các ta phải đi siêu âm. Mà con bây giờ nó khó nuôi lắm. Ừ, chứ mày hồi xưa toàn là trốn nước cơm đâu mà. Trời. Nhìn bây giờ cảm thấy nó nhiều khi cũng mệt lắm thiệt. Thì không muốn nói chuyện với ai chứ. Thôi bày nói vụ không nói chuyện là bày nghe. Mình phải giao lưu rồi đi cái này nọ. Về gán cố gắng kêu chồng chở đi đây đi đó chơi cho khuây khỏa để trầm cảm sau sinh là nguy hiểm lắm nha. Trời hồi xưa đó má, hồi xưa tôi he bằng chồng tôi không nói chuyện một cái à. Tôi kiếm chuyện nói chuyện với nó mà nó không nói chuyện tôi là tôi quạo 3 ngày 3 đêm luôn má. Trong khi bây giờ vợ chồng ngày đêm ngủ với nhau nói chuyện chỉ được 3 câu rồi. Sao mà kỳ khói vậy trời. Ủa bộ chồng mày bận rộn lắm mà. Nó có công ăn việc chơi xuống gì đâu mà bận rộn. Có bầu quá hả, nguy hiểm lắm má ơi. Ừ. Kiểu như là trầm cảm nè, rồi đổi tính đổi nết. Dạ. Khó khăn khó ở dễ bị stress lắm á. Ừ. Thôi gán giữ gìn sức khỏe. Tôi nói đúng mà, có cái sai đâu. Lấy ngày hàng chồng làm biếng thì ngày nào cũng là ngày quản lý lao động nha. Ủa sao vậy? Thì làm biếng là mình phải dọn đó, thì ngày nào cũng phải làm việc đó. À. Còn lấy ngày hàng chồng mà tính tình trẻ con á, thì ngày nào cũng là ngày quốc tế thiếu nhi chứ. Ủa sao quốc tế thiếu nhi? Thì tính tình nó trẻ con quá mà, thì mình phải chăm cho nó chứ. À hay vậy trời. Còn lấy ngày hàng chồng mà tính toán ích kỷ á, mà hay vũ phu với vợ con á, thì là ngày nào cũng là ngày mà chống bạo hành. Sao chống bạo hành là sao nữa? Chứ nó quánh mình phù mỏ hay sao? À là vũ phu. Trời. Rồi có ngày nào là quát tới phụ nữ không? Có. Ngày nào? Là thằng chồng mà gọi là có tính hay keo kiệt, tính toán bụng xỉn mà tính đàn bà đó. Là ngày nào cũng quát tới phụ nữ chứ. Bởi vì phụ nữ đã khổ rồi mà chọn ngay thằng chồng khổ hơn nữa. Mà lúc phải như mà anh chia sẻ với con này kia đâu đâu nói đâu. Suốt ngày anh toàn là cái gì cũng nói với mẹ ảnh chứ. Có đời nào mà anh quan tâm tới cảm xúc của con đâu. Gia trưởng. Sống mà gia trưởng quá trời, gia trưởng gì trời. Đã hả, con mẹ không biết điều rồi mà thằng chồng cứ hùa theo con mẹ là không được rồi. Là cỡ nào con này mốt con này xanh xong rồi con này bị si chết liền. Thôi bây giờ xấu tính gì nè, cứ là đi qua đây chơi với mấy chị em này kia này nọ, cô gì đều đi. Con đi cái ba nói con nhiều chuyện hay thọc mạch này kia rồi. Trời đất ơi, đi cũng không được mà ở cũng không xong nữa. Sao mà mày khổ dữ vậy? Thôi con về nha, thôi con đi chợ sớm nha. Ôi phải, chỉ có xe ở nhà là chở nó đi rồi. Xe nhà chở đi, tội nghiệp nó quá chừng. Ê, ôi da. Ê, ôi da. Ê, anh ơi. À, anh ơi. Ông xã ơi. Cái gì vậy? Em. Em có sao không em? Em đau bụng quá ông xã ơi. Ây da. Bị sao đi. Ây da. Má ơi. Má dạo bị sao rồi má ơi. Thôi mẹ em, nín đi em. Từ từ cũng có lại. Thôi. Nín đừng khóc luôn. Thôi em nghĩ làm sao mà cứ thế thôi à. Trong khi con của tôi còn. Chị ơi. Chị bình tĩnh chị. Em bình tĩnh em, cái gì mình cũng bình tĩnh em. Em tôi nói cho anh nghe một tin là chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, chỉ giữ được mẹ thôi. Bây giờ là dạ. Anh bồi bổ cho chị giùm tôi. Là bây giờ con không giữ được luôn á bác sĩ. Tôi chỉ giữ được mẹ thôi. Kêu vợ anh bình tĩnh giùm tôi nha. Em bình tĩnh em mới bị đau em đừng có kích động. Em đừng có kích động hết đi. Bình tĩnh lại. Đừng khóc nữa. Con người của anh đó. Anh thử coi anh làm chồng làm cha mà anh đã đúng trách nhiệm chưa? Có khi nào mình quan tâm chăm sóc cái cảm xúc của vợ anh tôi kia nữa. Thôi. Nín. Anh biết là anh sai rồi. Má. Hả? Bác sĩ bảo là không có giữ được con rồi má.
có bao nhiêu lần rồi có bầu có bì cũng phải đi đứng cẩn thận lại, giác nặng chi hôm vừa giờ té rồi vậy. Thôi mà má, vợ cũng đang bị thì tao cũng xót chị chứ bộ riêng bay xót hả, mà nào nói đúng thôi chứ, thôi coi như cái duyên của mình với nó tới đó vậy được rồi, giờ gái mà bồi bổ chăm sóc bản thân đi. Bây giờ gái về ăn cũng ăn gì nói má lại. Rồi xong mai mốt mình có lại nha. Anh Dũng, bây giờ anh nói lời này còn ý nghĩa gì không? Có đời nào mà anh làm chồng làm cha mà anh quan tâm với cảm xúc của em không? Mình biết là anh sai rồi, em cũng bị kích động quá, không tốt sức khỏe đâu. Bình tĩnh lại. Thôi má nói nè, giờ đừng có khóc nữa. Trời ơi, ráng ổn định tinh thần lại đi, rồi về nhà rồi tĩnh dưỡng lại mấy hồi. Má không biết mà má, má là phụ nữ, má không có bầu, má cũng sanh mà má không biết mà. Phụ nữ đã có bầu á, người ta cần chồng là yêu thương, chăm sóc, nói chuyện cho nhau nghe, má cũng hiểu rõ mà. Thì má biết rồi. Giờ chuyện cũng lỡ rồi, giờ sao mà mình quay trở lại được. Giờ lỡ rồi. Hai đứa giờ gán với nhau đi, má cũng biết bữa giờ thống nó lạnh nhạt với con. Giờ chuyện xưa rồi cũng phải. Còn con mai mốt con tâm sự với vợ con nhiều lên đi. Biết rồi. Phụ nữ có bầu ta có thể bị trầm cảm rồi thì kia, rồi anh là chồng mình cũng phải an ủi chứ. Anh đi chơi với bạn bè được mà có thời nào đời nào mà anh dành thời gian mà anh chở em đi đây đó không? Có thể anh nói chuyện với em câu nào không? Anh sợ tốn tiền đi khám này nọ rồi. Thôi được rồi, giờ trách móc cũng được cái gì đâu. Em hận anh suốt đời anh không ơi. Thôi nè, bây giờ anh đi đây. Tỉnh lại. Bình tĩnh lại Liễu ơi. Bây giờ không có thấy anh ra ngoài bình tĩnh lại nha. Đừng có kích động mạnh quá. Má đây coi đây nha, ra ngoài nha. Để ngồi luôn. Giờ không kích động nha. Cái gì cũng phải từ từ con, bình tĩnh lại đi con. Thôi má biết mình không sai, má sai rồi, má xin lỗi. Giờ bình tĩnh lại đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Không biết định rồi má. Để con khỏe vậy đi. Con ly hôn. Nói tầm bậy tầm bạ không mà. Thì con nói vậy đó. Vợ chồng nhau ăn đỡ kiếp thì nói câu không hơn không mà. Ăn đỡ kiếp. Mới có... Chứ con nó nào có sống cái ngôi nhà mà tính toán ích kỷ con dâu. Chồng nó thì lạnh nhạt, không bao giờ quan tâm cảm xúc của vợ. Suốt ngày bám thấy mẹ. Con sống được không á? Con nói vậy làm sao mà nghe được. Thì cũng phải biết rồi có lỗi làm người má sao này sửa. Má ra khỏi giường đi. Con không muốn nhìn thấy má nữa. Thôi má xin lỗi. Má đi đây. Đi đi cô, để đừng nói để kích động cô. Sao vậy em? Hả? Thôi đến đi, không có gì mà phải buồn hết trơn á. Thấy chưa, tôi nói bà y như gần, thấy không? Bà không tin tôi. Tin sống tin má. Đối xử với nhỏ vậy đó thôi. Thương nè. Ngay từ đầu là hai chị em mình đã nói rồi. Thôi không sao đâu em, gắng tĩnh dưỡng đâu. Lại coi như là mình không có duyên với bé đi. Rồi từ từ, hiểu không? Chứ bây giờ không người từ giờ cũng có còn ý nghĩa gì nữa hay chị? Phải nhưng chồng em biết lắng nghe cảm xúc của em hay là biết chăm vợ thương con đi, bây giờ đâu xảy ra chuyện gì? Đa phần phụ nữ nhau mà giờ thấy một gớm nước mắt nữa mà sao mà đối xử với nhỏ gì đó trời. Không nể tình chung sống chung hay gì đó. Lấy chồng nghèo cũng được, lấy chồng giàu cũng được. Chồng nào là chồng chứ. Nhưng mà đừng bao giờ lấy cái thằng chồng nữa không biết lắng nghe cảm xúc quan tâm vợ nữa. Lấy cái thằng chồng gia trưởng suốt ngày nghe lời mẹ thì không bao giờ có hạnh phúc được. Em quyết định rồi. Này xong em về là em ly hôn luôn chị.
kêu tôi gì nữa, không lẽ bây giờ bà không nghe quyết định của nó. Bà phiên nó coi. Phiên chị, giờ đối xử với nó vậy, bây giờ kêu phiên rồi phiên sao? Thôi chứ em cũng phải suy nghĩ lại đi. Chứ giờ biết sao sao cái vụ này rồi mẹ em với chồng em nó thay đổi tính tình là sao? Muộn rồi chị, muộn rồi. Con nghe không đó, nó đi rồi. Muộn màng hết rồi chị. Muộn màng rồi chị. Em ơi. Thôi nè, không có gì mà bấy. Đừng cho dễ kích động chị ơi. Thôi chị nói chung thì bây giờ em quyết định vậy thì vậy đi. Giờ gán giữ gìn sức khỏe nghe không? Kiềm chế cảm xúc lại. Cái gì nó cũng phải có hướng giải quyết. Nghe mấy chị không? Không có hả chồng, không có bà và chồng thì cũng còn mấy chị. Tại chị đi ra đi, muốn nghỉ ngơi. Rồi, thôi em nghỉ ngơi đi nha. Nghỉ ngơi chị nha. Rồi có gì muốn chị? Thế sao mà chị không nói bà?